Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục giảm giá một mẫu xe Daihatsu Latati có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát 34A00237. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Nay em giảm ngay 10 triệu còn 169 triệu đồng các nhá. 169 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Latati bản sedan 2 đầu. Trước này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác xem này. Vâng, sơn chi của chiếc xe màu đen các bác nhá. Một mẫu xe Daihatsu Latati bản sedan 2 đầu, máy 1.6 máy xăng, nay chỉ còn 169 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Daihatsu Latati đã được trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ. Hai cặp đèn phanh của nó đây rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Cam kết các bác là không đâm sâu, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình, lại chỉ còn 169 triệu đồng. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ của nó chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt. Máy chất gầm chắc côn số ngọt. Một mẫu xe Daihatsu Latati bản sedan 2 đầu, 100 cây chiếc đàn tầm độ 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Các bác xem này, lốp dép của nó rất là đẹp. Phần cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt. Trang bị la răng đúc 4 bánh này, la răng 5 chấu các bác nhá. Lắp ốp bình xăng đã được ốp pinox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Còn đây là phần nội thất của xe này. Các bác xem nội thất sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mời sử dụng thôi. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Chân nỉ nguyên bản Daihatsu Latati sản xuất 2010. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, lớp lỉ của nó đây vẫn còn nguyên bản. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Còn đây là phần đinh bấm răng chật này. Đấy, đinh bấm răng chật các bác nhá. Phần keo chỉ của cánh đang sau bên phụ. Đó, keo chỉ zin Daihatsu Latati. Năm sản xuất 2010. Màn hình các bác này, bô lăng 3 chấu. Đây là phần táp lô của xe này. Đấy, nội thất tươi mới sạch sẽ thơm tho. Phần bậc lên xuống này. Còn đây là phần ốc bản lề này. Đấy các bác xem, ốc bản lề chưa hề động đến ca lê một lết các bác nhá. Đó, chưa hề động đến ca lê một lết này. Cột kèo, cột kèo đinh bấm các bác nhá. Cột kèo đinh bấm zin. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Phần táp ly của cánh cửa đang trước bên phụ các bác nhá.
lớp lể của nó nguyên bản luôn. Tất cả khung cánh cửa, ốc bản lề chưa hề động đến kalem mỏ led, vẫn còn sơn chấm 7 màu. Phần keo chỉ, keo chỉ zin. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm của nó có đến tháng 1 năm 2022 các bác nhé. Đăng kiểm dài miên man. Đây là phần lóc của xe này. Còn đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhé. Cua lốp không hề có dấu hiệu mù mọt. Bản sedan 2 đầu, phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng. Nay em giảm giá chỉ còn 169 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh các bác nhé. Đấy, sơn xi của nó led căng. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhé. Phần cua lốp này không hề có dấu hiệu mù mọt. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhé. Âm thanh này, âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ, khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mù mọt. Phần bậc lên xuống, đinh tán đang giật các bác này, nguyên bản các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok. Giảm giá mùa Covid, giảm ngay 10 triệu, chỉ còn 169 triệu đồng. Phần táp ly của cánh cửa đang trước bên lái các bác nhé. Bảng tổng của kính chỉnh điện. Các bác xem lớp lỉ của nó đây, rất đẹp luôn. Keo chỉ, khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mù mọt. Keo chỉ zin. Phần bậc lên xuống này, đây là ốc bản lề. Các bác xem ốc bản lề của nó này, chưa hề động đến ca lê mà lết các bác nhé. Zin nguyên bản. Phần cột kèo, cột kèo đi bấm các bác nhé. Đấy, cột kéo đi bấm zin. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhé. Bản sedan 2 đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi luôn. Phần đinh bấm này. Đấy, máng nước nguyên bản. Hai bên đều tấp tắp luôn các bác nhé. Phần lắp cốp này. Đấy, lỗ của nó này vuông đét các bác nhé, không hề có dấu hiệu mó méo luôn. Phần keo chỉ đây. Đó, keo chỉ zin. Còn đây là phần lớp sô cua này. Đó, các bác xem lớp sô cua này. Kích tròng đầy đủ. Sàn của nó không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhé, không hề mù mọt. Giảm ngay 10 triệu bán thu hồi vốn cho một mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất 2010. Số sàn, máy 1.6 máy xăng.
Còn đây là phần bô lăng của xe này. Đấy các bác xem, chưa hề có sự hao mòn mấy này, rất đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Để phát nổ ngay. Đấy, máy chất gầm chắc cô số ngọt. Phun nước gạt mưa. Hoạt động rất là trơn tru. Đây, điều hòa của nó này. Các bác này, đóng ấn AC này. Đó, điều hòa thì rét run luôn các bác nhá. Âm thanh vũ trường cực hay. Quả số này. Phanh tay này. Phần chắn nắng này. Đèn chắn này. Gương chiếu hậu này. Màn hình cam nùi các bác nhé. Những cái nút điều hòa này rất đẹp luôn. Đây là phần kính nghiêng xuống này. Hoạt động rất là trơn tru. Tất cả ốp cột khít khít các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daihatsu Lacetti các bác này. Máy móc khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Không hề có dấu hiệu gì dầu. Máy to, máy mới các bác nhé. Sản xuất 2010. Máy cực chất luôn. Nay chỉ có 169 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lacetti. Bán thu hồi vốn, bán chạy Covid các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy tin nước máy lên alo trực tiếp cho em. Những con ốc này chưa hề động đến cà lê một lít các bác này. Tem mác là người ấy sản xuất này. Keo chỉ. Tổng quan của lắp cabo. Đây là phần tổng quan khoang máy các bác nhé. Không hề có dấu hiệu gì dầu.
Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.